Trang trại Tuấn Phương Trang chuyên chăn nuôi các loại côn trùng và chủ lực là nuôi ruồi đính đen, ấu trùng ruồi đính đen, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản và thủy phân để làm thức ăn cho các loại vật nuôi. Đây là ấu trùng 14 ngày tuổi người ta thu hoạch. Để bán cho các trại chăn nuôi. Nuôi heo, nuôi gà. Còn những loại ấu trùng đen làm kén thì để bán cho các nhà yến, dùng để nhử yến và cho yến ăn. Nếu khô thì ta dùng sàng, nhưng mà khi ướt thì chúng ta phải nếu chúng ta để nó ướt thì phải gạt cái lớp mặt đi để chúng ta lấy được cái lớp ấu trùng. Trùng thường có khuynh hướng chui xuống. Nên ta có thể gạt cái lớp mặt. Để gạt lấy được cái ấu trùng. Các bạn có nhu cầu về trứng, về ấu trùng 14 ngày tuổi, ấu trùng 28 ngày để cho nhử yến hoặc làm thức ăn, làm cám chim, cám gà, rồi cho gà đá ăn rất tốt, rồi dinh dưỡng nó cao. Lượng canxi rất cao, lượng đạm. Thu hoạch ấu trùng ruồi đính đen. Này là thức ăn cho gia súc, gia cầm, nhất là thủy sản. Các trại nuôi tôm, nuôi cá, thức ăn cao cấp, cá cao cấp như cá trình là xay và ủ vi sinh, nguồn dinh dưỡng cho các loại cá, lương, ếch, các loại thủy sản nói chung, gia súc, gia cầm. Nếu khô thì chúng ta có máy sàng, dùng máy sàng. Ấu trùng ta gom chúng lại, rồi từ từ phân lập chúng ra. Chúng tôi đang thiết kế cái máy sàng. Khi chúng ta dùng máy sàng thì chúng ta có thể trộn các loại vật liệu khô như phân heo, là ủ tơi, hoặc các chính phân của ấu trùng đã sàng lọc ra, chúng ta có thể dùng để trộn lại cho chúng bớt nhão. Dẻo thì chúng ta mới có thể sàng được. Chúng ta gom chúng về và để cho chúng ướt quá, chúng ta khó sàng nên dùng cách tách đi ra. Rồi xong chúng ta hút chúng vô. Ướt thuột rất cực. Chúng ta không nên để ướt. Rồi chúng ta cho vào khay thì chúng sẽ từ từ đun hơn. Có đen thường chúng ăn xong thì mùi hôi nó giảm nhiều. Tùy theo thức ăn, nhưng mình ăn cám cọ thì hoặc cám dừa thì nó không có hôi. Rồi, tính vào ok. Qua ước khó thu hoạch. Nếu quá ước thì không thu hoạch, rất nặng. Thu hoạch táo trùng, nếu chúng ta không điều tiết được nước thì có thể tốn công thu hoạch rất nhiều. Và các bạn có nhu cầu về trứng rùa đính đen hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp trứng toàn quốc, từ Bắc Cạn, Lào Cai, Điện Biên cho đến Mũi Cà Mau, miền Trung. Rồi, các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi. Chào các bạn, chúc các bạn mọi chuyện thuận lợi.